Chuyển sang những thông tin quốc tế, Quốc hội Israel hôm qua trưng bày bức ảnh của các công dân đang bị Hamas bắt giữ ở dải Gaza. Gần 240 bức ảnh được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng trên những chiếc ghế trống dành riêng cho khách đến thăm Quốc hội Israel. Và trong số đó thì có con tin, có cả trẻ nhỏ, người cao tuổi và công dân nước ngoài. Hiện các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành để những người này được trả tự do. Thủ tướng Israel từng nhấn mạnh là sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu như Hamas không thả con tin. Thế nhưng các nguồn tin cho biết Qatar đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán và trong đó thì đề xuất thả 10 đến 15 con tin đang bị giữ tại dải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn trong 1-2 ngày. Ivanka Trump, con gái của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, đã tới tòa án ở Manhattan, New York. Ivanka xuất hiện tại tòa án để cung cấp lời khai trong vụ kiện cáo buộc tập đoàn Trump gian lận. Ivanka trình diện tòa với tư cách nhân chứng, không nằm trong danh sách bị đơn như bố và hai anh em trai. Trong quá trình lấy lời khai, Ivanka Trump nói rằng cô không nhớ rõ chi tiết về các giao dịch bất động sản trong thời gian làm việc tại tập đoàn Trump. Ivanka Trump đã bảo đảm thương lượng các khoản vay để có được các điều khoản có lợi dựa trên các báo cáo gian lận về tình hình tài chính. Và hôm nay cô ấy cố gắng tách mình ra khỏi tập đoàn. Nhưng thật không may, sự thật sẽ tiết lộ rằng trên thực tế cô ấy đã tham gia rất nhiều. Giống như hai anh trai Donald Trump Jr. và Eric Trump ra tòa vào tuần trước, Ivanka Trump cũng cho biết các hồ sơ tài chính liên quan đến vụ kiện không thuộc trách nhiệm của họ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên mạng xã hội bày tỏ thật đáng buồn khi con gái Ivanka Trump phải trình diện tòa cung cấp lời khai. Là giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Trump từ năm 2011 đến năm 2017, Ivanka Trump cho biết cô tập trung vào tái phát triển sân golf Doral ở bang Florida và bất động sản Old Post Office ở Washington. Chính phủ Anh đã thông qua lệnh cấm sử dụng khí N2O, dinitor monoxide, thường được bơm trong các quả bóng hay còn gọi là bóng cười. Tờ Sky News cho hay, theo quy định mới của chính phủ Anh thì người hít bóng cười có thể đối mặt mức phạt tiền không giới hạn và lưu trong hồ sơ phạm tội. Những người tái phạm nhiều lần thì có thể bị phạt 2 năm tù và người buôn bán có thể lĩnh án từ 7 đến 14 năm tù. Việc sử dụng loại chất này trong không gian công cộng từ lâu đã góp phần tạo ra hành vi chống đối xã hội, đe dọa cộng đồng. Lệnh cấm bóng cười là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của chính phủ Anh nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Chương trình tiếp tục với một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Một video được đăng tải cho thấy sức tàn phá nặng nề của trận lũ lụt tại Somali. Cơ quan quản lý thiên tai Somali cho biết ít nhất 29 người đã thiệt mạng và hơn 850.000 người đã phải di rời do mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại đất nước này. Các nhà chức trách đang nỗ lực cứu hàng ngàn người mắc kẹt khỏi dòng nước lũ. Somali đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt do mưa lớn. Mùa mưa ở Somali kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Những trận bão tuyết trái mùa do gió băng giá mạnh gây ra lại một lần nữa tấn công các thành phố ở phía đông bắc Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, chính quyền Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang đã triển khai 105.000 nhân viên và 20.000 bộ máy dọn tuyết để dọn dẹp đường phố. Tuyết rơi dày cũng đã làm tê liệt hàng chục trạm thu phí đường cao tốc và làm gián đoạn 14 dịch vụ tàu cao tốc ở tỉnh Cát Lâm. Tuyết rơi ở phía đông bắc Trung Quốc dự kiến sẽ giảm trong vài ngày tới, trong khi bão tuyết có thể tiếp tục ở phía bắc trung tâm Tân Cương. Thủ đô New Delhi, Ấn Độ lần đầu tiên lên kế hoạch tạo mưa nhân tạo để cải thiện chất lượng không khí trong thành phố. Chính quyền địa phương sẽ cố gắng gây mưa nhân tạo thông qua kỹ thuật sử dụng các chất như là iốt bạc. Chỉ số chất lượng không khí của New Delhi vào thời điểm sáng sớm ngày 8 tháng 11 được xếp vào loại nguy hiểm. Trước khi cải thiện một chút trong ngày, chính quyền thủ đô New Delhi đã đưa ra thông báo đóng cửa tất cả các trường công và tư từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 11 để nghỉ đông sớm hơn dự kiến ban đầu, đó là vào tháng 1. Một bức tranh sáng tác vào năm 1932 của danh họa Pablo Picasso vừa được bán với giá hơn 139 triệu đô la Mỹ tại New York. Và đây là bức tranh có giá trị nhất được bán trên toàn cầu trong năm nay. Bức tranh Người phụ nữ đeo đồng hồ là một tác phẩm nổi bật trong đợt đấu giá tác phẩm nghệ thuật mùa thu của thành phố New York. Bức tranh được bán đấu giá trong đợt bán bộ sưu tập trị giá 400 triệu đô la Mỹ của nhà từ thiện quá cố Emily Fitzgerald. Mức giá 9 chữ số khiến bức họa trở thành bức tranh Picasso đắt thứ hai được bán đấu giá sau bức phiên bản Âu thu về 179,3 triệu đô la Mỹ, bao gồm cả phí bảo hiểm của người mua.
Bức tranh người phụ nữ đeo đồng hồ là bức chân dung người tình của Picasso, nghệ sĩ Marie Theresa Walter, ngồi trên chiếc ghế giống như ngai vàng trên nền xanh. Chiếc đồng hồ đeo tay chính là điểm nhấn của bức tranh. Theo Sotheby, nhà từ thiện quá khố Fitch Lauder đã mua bức tranh từ phòng trưng bày Pace ở New York vào năm 1968 và giữ nó phía trên tủ trong căn hộ ở Manhattan của bà. 115 million dollars.